Ngày 29 tháng 1, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức cứu hộ thành công một nam phật thủ gặp nạn khi đi phượt trên đèo Hải Vân. Từ khi gặp nạn đến lúc được lực lượng công an, bộ đội biên phòng Đà Nẵng cứu nạn, nạn nhân nằm dưới vực sâu gần 5 ngày đêm. Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1, tức mùng 7 Tết, Trung tâm chỉ huy 114 Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người thân của anh Bùi Xuân Huy, trú tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung anh bị rơi xuống vực sâu ở bãi Sùng Cỏ thuộc đèo Hải Vân khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước. Theo tin gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Huy tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân anh bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Khi thức ăn mang theo dần cạn kiệt, tối ngày 28 tháng 1, anh Huy dò được sóng điện thoại gọi điện báo tin cho gia đình. Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho Công an Đà Nẵng nhờ giúp đỡ. Nhận tin báo, ngay trong đêm ngày 28 tháng 1, dù trời mưa to, gió mạnh và rất lạnh, nhưng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ lên đèo Hải Vân ra khu vực bãi Sùng Cỏ tìm kiếm nạn nhân. Đến 1 giờ 50 phút ngày 29 tháng 1, lực lượng tìm kiếm phát hiện xe máy biển kiểm soát 50I1-19266 dựng bên đường quốc phòng cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5 km. Thông tin gia đình anh Huy cung cấp, biển số xe này là anh Huy sử dụng. Đến 3 giờ ngày 29 tháng 1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận được vị trí nạn nhân mắc kẹt dưới gành đá sát biển cách vị trí dựng xe máy khoảng 4 km. Lúc này nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, người lả đi vì đói và rét. Cán bộ chiến sĩ cứu nạn cuốn chăn ấm, tiếp nước và cho nạn nhân ăn mì tôm lấy lại sức. Dù tiếp cận được nạn nhân nhưng do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ huy động thêm nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhưng không thể đưa nạn nhân lên bằng đường bộ. Một tổ công tác của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với bộ đội biên phòng Đà Nẵng dùng cano tiếp cận chuyển nạn nhân bằng đường biển. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và bộ đội biên phòng đưa anh Huy về đến cầu cảng sông Hàn, chuyển cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa. Hiện tình hình sức khỏe nạn nhân tạm ổn định.